Theo thống kê thì mỗi năm nước ta có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, cao hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á và gấp 10 lần các nước có thu nhập cao. Con số này trở thành nỗi ám ảnh đối với phụ huynh, các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành giáo dục. Và chỉ mới bước vào đầu năm học thôi nhưng đã xảy ra nhiều trường hợp tử vong do đuối nước. Ngày 13 tháng 9, 5 trẻ em từ 9 đến 12 tuổi tử vong do đuối nước tại một hồ nước ở xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bệnh nhi 13 tuổi này, dù không biết bơi và mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng vẫn nhảy xuống ao sen gần nhà vì thời tiết nóng bức. Rất may, được người lớn cứu vớt và đưa đến trung tâm y tế huyện sơ cứu kịp thời. Vào đầu tháng 9, 3 trẻ em ở Bắc Giang từ 7 đến 9 tuổi cũng đã tử vong do đuối nước khi được người lớn dẫn ra tắm ở bãi sông Lục Ngạn. Dù được cấp cứu ép tim 40 phút, nhịp đập trở lại, nhưng do thời gian đuối nước quá lâu, khoảng 30 phút, cả ba sau đó đều không sống được. Còn rất nhiều vụ đuối nước thương tâm khác chưa được thống kê, được Việt Nam xếp vào danh sách số người tử vong do đuối nước cao thứ hai trên thế giới, trong đó trẻ em tử vong do đuối nước chiếm hơn 35%, tức khoảng 2.000 trẻ vào mỗi năm.